Đúng. Lần đầu tiên ông hỏi mượn nhiêu? Lần đầu tiên là mượn 50. Rồi, chị có bơm không? Chị có từ chối không? Hay là chị sẵn lòng không? Mượn tiền, ổng biết là biết tôi nói là cũng kể là mới mượn 100 triệu để về buôn bán này, không có tiền buôn mượn tiền để buôn bán. Ổng nói giúp chưa cần cho ông mượn lại, tuần sau ông trả. Đấy. Thế là chị bơm luôn. Sao tin vậy? Bơm ngu. Ngu hả? Không biết sao mà được. Mình đâu có ngu, mặt khôn thế bà, ngu giống ngu. Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận đặc biệt là rất nhiều các anh hoặc các em trai về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để cái hình đăng tin để tìm vợ, đặc biệt là tìm người thân. Nhưng mới đây là 2-3 ngày liên tiếp, đặc biệt anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình rất nhiều thông tin các anh phải nói là cũng tương đối lớn tuổi, trung trung là khoảng 40-50 về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm phải đang tìm nhân tình. Đến giờ phút này thì chắc chắn cái câu chuyện là không phải các chị em phụ nữ mà bị sập bẫy, bị trai lừa đâu các bạn. Rất nhiều người đàn ông phải nói là rất tỉnh táo, cao thủ võ lâm ấy, nhưng mà vẫn bị một số nữ yêu quái lừa. Đó. Nhưng đây hôm nay câu chuyện tiếp theo này đảo ngược lại, là một câu chuyện đến giờ phút này bây giờ là 11:30 trưa rồi. Đó, anh em tiếp tục ghi nhận được một chị gái hiện nay đang sinh sống ở một nơi rất xa. Vì vậy bây giờ chị cũng còn đang có công việc dang dở và còn các con còn đang học. Cho nên thực sự hôm nay chị cũng phải cố gắng hết sức để lấy đủ can đảm. Vì vậy hôm nay lên ghi hình, hy vọng là các cô chú anh chị chia sẻ và thông cảm với câu chuyện này cho chị. Vì nó đúng là ai thì cũng mong muốn có nhu cầu hạnh phúc, đúng không ạ? Già thì hạnh phúc già, mà trẻ thì hạnh phúc trẻ. Không ai nghĩ rằng một cái cuộc tình mà không đi đến đâu mà mình bị lừa, một cái kết phải nói là không có hậu. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào chị gái. Chị có thể chị giới thiệu cho em cũng như tất cả các cô chú anh chị đang xem trên các kênh anh em hiệp sĩ Bình Dương biết được chị tên gì? Dạ. Mình tên thôi. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Chị Thanh nha. Dạ. Chị thân như năm nay mình được mấy mươi rồi? Hôm dạ, hôm nay em 49. 49 dạ. Hả? Là 49 đúng luôn hả? Dạ 49 luôn, sinh năm 975. Họ 75 49 hả? Mình nguyên quán gốc ở đâu chị? Em nguyên quán Hóc Môn, ở quận 12. Quận 12 Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ. Chị cho em hỏi là trước đây là mình có chồng có con chưa? Có chồng được hai đứa con gái. Hai con gái hả? Con chị năm nay lớn chưa? Con nó lớn học lớp 12, đứa nhỏ thì chuẩn bị lên lớp 10. Vì vậy cho nên là em nghe được mang máng là con chị là con gái đang học. Dạ. Cần sợ con gái chị đôi khi là cũng hơi ngại ngại. Dạ. Bởi vì không ai mong muốn là mẹ mình bị vậy. Thì em cũng xin phép chia sẻ với chị để kêu chị là bịt khẩu trang để cho mọi người có thể là đỡ thấy, có thể là để con gái chị cũng đỡ ngại với các bạn. Dạ. Bởi câu chuyện này thực sự là rất bức xúc, đúng không? Dạ. Chị chẳng biết là trước đây là mình ly hôn chồng lâu chưa? Lý hôn nó chồng 3 năm. Gần 3 năm hả? Dạ, chồng 3 năm. Thế là đến giờ phút này là chị hiện nay là chị quen với cái người đàn ông mà chị đang cho rằng là ông ta là đang dụ dỗ để lừa tình và lừa tiền của chị ấy. Là chị quen lâu chưa? Quen hôm tháng 2 năm rồi. Tháng 2 là năm 2003. 23. Dạ. Vậy đến giờ phút này hơn 1 năm rồi hả? Dạ, hơn 1 năm. Vì được tháng 10 là kết thúc. Quen từ tháng 2 đến tháng 10 kết thúc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy là 8 tháng, là tổng cộng là 8 tháng là cái mối tình kết thúc. Chị quen là quen ở đâu? Mình là TikTok. TikTok hả? TikTok của anh ta là tên là gì? Hữu Khánh. Hữu Khánh hả? Hữu Khánh. Tên thật là Khánh. Nguyễn Hữu Khánh. Nguyễn Hữu Khánh. Dạ, trong TikTok để là Nguyễn Hữu Khánh. Theo chị ước lượng, đầu tiên là chưa biết nhau, chưa gặp nhau. Chị ước lượng là cái người đàn ông mà Nguyễn Hữu Khánh này trên TikTok là Hữu Khánh. Dạ. Là khoảng nhiêu tuổi theo chị ước lượng? Thì nghe anh nói là ảnh tuổi mùi 50 mấy tuổi á. Tuổi mùi à? Dạ. Tuổi mùi là năm mấy, là sinh năm mấy? Sáu mấy? Tí xỉu dần mạo thìn tị ngọ. Tuổi mùi là năm mấy? Năm lúc đó ông nói 58, 59 gì đó. 58, 59 à? Dạ. Theo chị, nhưng mà đến khi mà chị gặp mặt được chị nhìn là có đúng hơn, khoảng tuổi hơn, em? Hơn tuổi. Hơn tuổi là khoảng sáu mấy hả? Dạ, sáu mấy, ngoài 60 tuổi đó. Sáu mấy là cũng lớn tuổi đó, chị mới có 4 mấy à. Mà em nói thật là nhìn chị là một người phụ nữ có thể là rất hiền hậu. Em không có khen đâu, mà em nói rất chân tình. Mình sống thật tình. Nhìn rất thật tình. Tin tưởng. Có lẽ là chị thiếu thốn tình cảm trong cái thời gian, quãng thời gian là mình ly hôn chồng, đúng không? Mình mong muốn là tìm được một người bạn, gọi là trước mắt là bạn, sau đó là một người đàn ông tri kỷ và có thể là sống với nhau, đúng không? Nên là chị quen anh ta là ai, là hẹn ai, gặp ai, hay là anh ta chủ động hẹn chị? Đó là anh là tới nhà chứ chị không hẹn.
chủ động mà hẹn. Dạ, nên là chứ không chỉ nhà cửa gì hết mà anh ta buôn bán ghé ghé sửng sốt luôn, nói chung là không biết. Nói chung là mình hoảng luôn. Dạ, tới mình nhưng mà mình không bao giờ chỉ nhà mà anh tới tới cho đồ, cho cua, cho tôm đó, cũng chơi mà ghé chơi mà. Theo chị, theo chị là anh ta buôn bán hay là anh ta đi mua giả bộ là anh ta nghe nói là anh ta lấy cua lên bỏ mối trên này. Nhưng mà thực sự là mối thật hay không chị không biết. Không biết. Tên là Nguyễn Hữu Khánh. Nguyễn Hữu Khánh. TikTok là Hữu Khánh, Cà Mau. Ở Cà Mau, Sóc Trăng. Quê Sóc Trăng, nhưng mà nói là lấy cua Cà Mau. Lấy cua Cà Mau với lại khi anh ta đến nhà chị là anh ta đi bằng phương tiện gì, xe gì? Xe máy, quay nhà như quay Infa màu quay 110 màu đỏ. Quay thời xưa. Cũ. Quay thời xưa đấy đúng không? Thời xưa. Quay thời mà 20 mấy đấy hả? Dạ dạ. Xe biển số mấy chị có nhớ không? Không nhớ. Mà xe mới thì nhớ, xe mới mua sau này thì có đưa bản số thì nhớ, xe bù chờ nữa đó. Rồi cho hỏi này. Vậy là anh ta là có hứa hẹn với gì chị không mà từ cái cuộc gặp đó? Không có hứa hẹn gì anh ta, chứ vô chỉ mượn tiền vô TikTok để biểu là những người bình luận trong TikTok á, xóa hết. Có là ai bình luận thì anh ta xóa hết. Xóa hết, những người nam trong bình luận TikTok là cũng như là chút này kia đều xóa hết. Không thích cái gì phải xóa chứ là còn đừng bàn tới vụ kia. Là vụ mượn tiền là đừng bàn tới, là nói câu nói đó là mình biết rồi. Nhưng mà nói chung là mình không xóa trong TikTok, người ta có nói gì đâu, mình phải xóa. Nói là ta chơi vui thôi, chỉ chút vui thôi mà không thích. Rồi, phải làm theo ý của ổng. Chị cho hỏi là cái cuộc gặp đầu tiên là anh ta cho cua và tôm nhiều không? Lúc đó cho mấy ký. Mấy ký luôn hả? Mấy ký. Lúc theo đó theo chị nhìn là tôm sống hay là tôm chết, hay là cua sống hay cua chết? Cua sống mà lúc đó khoảng 5 ký á. 5 ký cua. 5 ký cua mà thế mà cua Cà Mau lấy đâu thực sự mà ông ta là nhỏ. Cua nhỏ. Cua nhỏ chắc 350 ký thôi nè. Nếu mua Cà Mau là 350. Ông nói dưới có trăm mấy. Trăm mấy à? Dạ, thì cứ cho là trăm mấy. Dạ. 3 ký 5-700 ngàn đi. Dạ. Tôm nhiều tiền không? Chỗ khoảng nhiều theo chị. Tôm nó không phải là tôm mình à, tôm ở đây bán tôm càng mà theo dĩa đường dĩa hè bán 100.000 ký. Tôm chết à? Tôm lại. Sống, tôm lên đây chết rồi. Lên đây là chết rồi. Chết rồi. Tôm ngọt rồi hả? Tôm ngọt là ốp đá. Ốp đá là ông mua tôm ngọt rồi. Nhưng mà cua này cua sống. Cua sống. Vậy riêng cua ấy là đặc biệt là các cô chú anh chị. Ai chưa ăn cua thì không biết, nhưng mà ăn rồi chắc chắn biết. Riêng cua ấy cua không mà đã chết rồi ấy, là không ăn được. Cua buộc lòng phải sống. Còn sống quan trọng nhất là cua ở vùng nào, ngon hay dở là từng vùng, mà chuyển về vận chuyển là lâu hay không. Đó, còn cua mà đã ngõm rồi thì chỉ có dục thôi. Mỗi vỏ mà. Đó, em nói thật em ăn cua sành lắm. Cua dở lắm. Cua dở. Cua dở là khả năng không chắc bao giờ. Không chắc thịt. Không chắc thịt. Nếu thế này cua này ông này mua ngoài chợ. Không chắc thịt. Ngoài đường á. Cũng bỏ trong thùng nước đá đóng ràng nhà băng keo lại. Băng keo nhau mua ngoài đường. Dạ. Nhưng mà bỏ thùng xốp giả bộ là cua chuyển từ Cà Mau về để cho nó có giá trị hơn. Dạ. Đó. Vậy là lần đầu tiên mình gặp ông ta là mình quen trên TikTok, là mình trò chuyện, mình có nói chuyện qua Zalo không? Có Zalo rất là nhiều, nhắn tin rất là nhiều. Nhắn hoài luôn. Từ 8 giờ nhắn tới 9, 8 giờ sáng nha, nói tới 9 giờ. Đang thả câu. Lúc bây giờ ông ta có biết chị làm nghề gì không? Biết ông tới nhà biết buôn bán không? Đầu tiên á. Biết không? Tại vì mình nói thật. Tớp là có quay cho chỗ bán hàng luôn. Mình chỉ có chia sẻ là cuộc sống hôn nhân và các con không? Không, lúc đầu thì không nói, không nói nữa, sau này hỏi mới nói. Nhưng mà đại loại trên TikTok là có nói rõ ràng là hai đứa con gái cũng follow ra ngoài mới nói xong xin Zalo mới nói là như vậy. Mới chia sẻ bên ngoài đúng không? Bên ngoài không vô TikTok. Có là đại loại là mình quen trên TikTok, mình chưa gặp mặt, nhưng mà người ta đã biết rõ lý lịch của mình rồi. Dạ. Lúc ấy chị biết người ta chưa? Lúc thì biết trên TikTok thôi chứ còn chứ thực không sự không, không không biết mặt. Nhưng mà người ta lúc là biết. Tới nhà mới biết mặt là ảnh đem cua tới anh cho mới biết mặt thực sự. Lúc ấy tóc bạc không? Sao mấy tóc bạc hết rồi? Cũng có bạc ít thôi. Theo chị nhìn bạc chị nhìn đó sơ qua thôi, nhìn bạc đó là bạc tự nhiên hay bạc nhuộm? Bạc tự nhiên. Bạc tự nhiên à? Sơ qua thôi chứ mình chính không ông này ngủ ra. Nhiều này, ông này gọi là hồng cầu tốt. Ông này ngủ nhiều cho nên tóc sáu mấy vẫn còn bạc ít đúng không? Ít. Ông ta nhìn tướng có ngon lành không? Ốm có 50 mấy ký rồi. Ốm gì em không? Ốm hơn à? Ốm hơn mà đen. Cao bằng em không? Cũng cao như nói chung qua cao khoảng 1m7. Nhưng mà sáu mũi mấy 1m7 cỡ đó thôi. Nhưng mà một số mũi ốm nhắc có 5 mấy ký mà ốm nhắc. Ốm nhắc thì yếu, đâu có khỏe được, mà đặc biệt tuổi này thì đâu có khỏe được. Rồi, hôm đó gặp cho cua lần đầu tiên. Và ông có hứa hẹn là khi nào ông lại quay lại ông ấy để... có cho mấy lần nữa. Có cho nó tính là 4-5 lần cua.
4-5 lần cũng y như thế. Y như thế luôn. Đều về không ăn được. Nên tại sao chị cũng nói là em có hỏi cua ngon không, nói cua mình cũng ngại không dám nói ngon, nó xốp. Nhưng mà sao chị không chia thẳng xẻ thẳng là gia đình em, anh thông cảm gia đình em ít ăn cua. Nói chung mà cũng, hay là mình giữ ý chứ kẻ. Nói chung là thật tình thì nói thật tình, con bé nhỏ nó mời cua thiệt. Con bé nhỏ nó mê, mấy lớn này không mê. Con trẻ thì đâu, đa số đúng rồi, nó trẻ nó mê. Ừ. Sau này nói chung là ổng đớt được tiền rồi thì... Không, tiền thì mình chưa nói. Dạ. Đang giai đoạn là quá là về sau là cách khoảng mấy ngày là ông lại lịch trình ông đem cua cho chị một lần. Một tháng một lần. Thế mình có hẹn là đi chơi chung với nhau không? Không, ổng có đuổi về quê ổng chơi mà điều đây không đi. Không đi. Không đi, ta bận việc con cái học hành không đi. Thế nhưng rồi... mà không về quê ông ta. Có là mình có nghe đủ hay nói không? Về quê Sóc Trăng chơi mà không có đủ trong nhà. Nhưng có đi không? Không 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 đi, không đi, không đi. Tại đủ về Phú Quốc chơi, đi ra Phú Quốc chơi là đủ đi chơi thôi. Đi chơi thôi. Chứ không phải đi về nhà ông ta. Giờ nếu mà đi thì ổng đặt vé trước. Tới ngày đó xuống đó rồi ổng lên vé lên tàu đi chơi chứ không chứ không nhà. Phải là đưa về nhà người ta thăm nhà. Đúng cái trời tối đó là cái người thiệt tình ấy là đúng lý là người ta phải kêu chị về nhà người ta đúng. Để thăm nhà thăm cửa. Đây là tôi người thật việc thật. Còn người ta không muốn là người ta vẽ ra một cái hướng khác là đi du lịch nhưng mà để làm chuyện khác, chứ còn người ta không mong muốn là chị về nhà để biết nhà, biết cái cuộc sống và cái cách người ta cái cuộc sống mà riêng tư của người ta. Dạ. Thế nhưng mà cuối cùng là cứ như thế 3-4 lần liền. Cứ thế cứ vậy thôi. Rồi thế khi nào mình chính thức là mình gặp ông ta để đi chơi với nhau là riêng? Chưa xác định. Không nhưng mà mình đã đi chơi với nhau, mình nói thật đi. Mình có đi chơi với nhau lần nào chưa? Có uống cà phê một lần. Uống cà phê thôi? Có uống cà phê thôi. Không làm gì? Không làm gì hết. Khẳng định? Khẳng định không làm gì hết. Chỉ uống cà phê thôi. Chị nói thật tại đó. Tại vì uống cà phê là anh lên xe, anh đi xe tải, anh về rồi em, anh về. Em biết rằng chị xem em chia sẻ những câu chuyện rất nhiều. Yeah. Cho đôi khi là chị có thể, nha em nói thật, có thể chị cũng hơi ngại ngại. Yeah. Bởi vì em không phải là em hay nói móc, nói nhưng mà yeah, nhiều khi mình muốn hỏi câu chuyện nó, muốn hỏi câu chuyện nó rõ ràng để mọi người xem người ta cảm nhận được như thế nào bị lừa. Bởi nhiều người hiện nay đang rơi vào cái tình trạng giống như chị nhưng người ta chưa nhận thức được. Vì vậy em muốn hỏi rõ chị, chứ không phải là em cố tình em đào sâu cái câu chuyện này là về cái chuyện riêng tư, chuyện có cái chuyện chị có hay không là cái việc của chị. Đúng không ạ? Thế ý em đang hỏi là có được cái mối tình này quan hệ nhưng người ta có hứa hẹn là người ta yêu chị hoặc là hai bên có hứa hẹn nhau không? Có. Cũng hứa là có bao giờ sống với nhau hay đến nhau hay có, cưới không? Có nói mà điều còn chuyện gia đình nên nói chung là em chưa nghĩ tới chuyện đó. Em có nói thẳng luôn, nói chẳng là chưa nghĩ tới chuyện đó. Là chỉ có hẹn hò thôi. Chỉ có hẹn hò thì chứ còn thực sự là để có tình cảm sâu hơn nữa là ở nhà thì con cái rồi nó ấy thôi ra quán uống cà phê nói chuyện cho thẳng hơn. Nó có vậy thôi. Mà 8 tháng liền mà mình không 8 tháng mà ảnh về đâu có khi 1 tháng rưỡi 2 tháng mới ghé một lần. Chứ không phải mà nhưng mà hàng ngày vẫn trò chuyện. Vẫn ngày vẫn trò chuyện. Nói chung ngày nào cũng nói chuyện. Tối cũng có, tối vẫn nhắn tin, Zalo chứ không gọi điện. Không gọi điện. Có lúc mà tình cờ gọi điện thì tắt máy. Anh nói chiều đó, ngày đó anh ghé đây nói là giờ về Sóc Trăng, giờ tới nhà rồi. Thì cố tình gọi điện thấy là anh không cho nghe thấy. Vậy là ông ta đang ở với người khác. Ra đúng đi ra ngoài quán cà phê á là chuyên môn gọi điện ngoài quán cà phê vỏng. Vậy là ông ta là này không thật. Nếu người thật người ta gọi lại thì đó, từ chỗ đó mới suy ra gọi ngày gọi đêm nhưng có nghĩa là bất chợt nhưng phải chỉ nhắn tin thôi, đêm không bao giờ nào điện thoại. Vậy nhắn tin vậy ông xạo rồi từ 9 giờ. Nhưng mà tại sao như thế mình mời giờ em hỏi này, trong 8 tháng em thấy một câu chuyện rất vô lý, 8 tháng liền mà không có quan hệ sâu sắc tình cảm thể xác đúng không thì nó chưa thể là nói là yêu được, chỉ là bạn thôi. Không biết hay sao mà cũng như về cũng cà phê một lần thôi, cũng cà phê còn ngày buôn bán ổng chỉ ghép ban ngày thôi. Ông ghép ban ngày? Ban ngày từ ba. Ông có ăn cơm, chỉ có lúc cơm không ăn được. Không ăn gì hết, không ăn. Không hề ăn cơm chị. Không ăn, chỉ ghé cho cua ngồi chơi chút xíu rồi đi về xe chờ ở ngoài kia. Xe thật. Xe mà xe đi xe tải người ta. Xe tải là xe cũng như là đi coi giang đó. Đi xe chở hàng cho khách là tôi đi hàng tôi bỏ lên anh ăn tiền công mà tôi trả tiền vậy đó. Là xe chờ ngoài kia, bây giờ có xe máy đâu rồi đó lên xe đi về luôn. Chị có thấy xe không? Không. Tính toán là ông này thật. Nó là xe ở khu nghiệp ở Long An. Nó giờ đang chờ ngoài đó, tụi nó đang điện thoại thì giờ ổng đi. Nhưng có thấy chị cái điện thoại thật không? Nghe tiếng mẫu ra ngoài không? Có nghe không không, ổng chỉ nói vậy thôi chứ mình không biết đúng không? Không biết, ổng nói. Có lúc thì cũng có người điện mà điện không biết vụ gì không biết mà ta đi nghe chỗ khác người ta mình đâu có để ý chị. Khi ông đến là chị á là các con chị có đồng lòng mà có bộ ý hoặc có ý kiến gì không? Như mấy bé nó tránh hết. Tránh hả? Lý do? Đứa lớn thì đi học. Bán trú, còn đứa nhỏ. Không, nhưng mà có gặp giám mặt không? Có gặp giám mặt. Con thì có phản ứng gì không? Dạ không.
con chị về, khi mà ông ta về thì con chị có chia sẻ với chị là ông này được và ông này không được, hay là ông này ABC không? Không, không, không nói gì hết. Nó không nói chung nói là con chị đặc biệt không nói gì. Không nói gì. Nói chuyện là chuyện của mẹ. Chuyện của mẹ, đúng đúng, chuyện của mẹ. Nói chuyện là bạn bè của mẹ, mẹ ấy. Ừ, là tự mẹ quyết định đúng không? Dạ, dạ. Vậy là 8 tháng liền là quen nhau liên tiếp. Nhưng mà từ ngày đầu tiên thì gặp cho cua. Và đến ngày quyết định mà ông ta lừa chị là khoảng mấy tháng? Đến thì lừa là lấy tiền hôm hôm tháng tháng 9. Từ tháng 2 tháng 9 là đúng rồi, gần cũng như cuối tháng 10 là xong 100 triệu. 3 4 5 6 7 8 9. Vậy là lấy coi là cái mẹ đấy là mẹ cất vó luôn. Là bắt đầu tháng 9 là bắt đầu mở miệng ra, bắt đầu mở miệng ra là mượn tiền. Trước đây từ khi quen đến cái ngày mà bắt đầu chưa mượn tiền, chưa lấy tiền là ông có bao giờ ông hỏi hoặc ngụ ý là ông đang làm ăn hoặc ông đang có thiếu tiền? Hoặc ông có mượn tiền gì không? Ông có ngỏ ý vậy không? Không có. Hay không hề? Không có. Lần sau gần Tết mới ngỏ ý. Ngỏ ý là ông ta mượn tiền để chị, để chị. Ông nói là bây giờ này á, đất của ổng, thằng cháu ổng mấy năm nay cầm cho thằng cháu ổng. Bây giờ thằng cháu ổng không chuộc thì sang năm nó sẽ không trả cho ổng. Bây giờ ổng mấy chiếc nhẫn ổng đeo bên tay ổng bán hết rồi. Chị có thấy nhẫn không? Chị có thấy nhẫn không? Về đây thì chúng mình nhẫn này. Để ý như nhẫn như con mình nè, mà nhỏ hơn, cũng như một lần về đi nhỏ hơn được khác. Nhỏ hơn được lắm chị không? Mình có rành đâu, có nào bằng sao, nào nó bằng giá. Có biết nào từ nào có mua vàng đâu. Ôi biết. Ôi giời, má ơi là má. Thì chắc vàng cũng cũ cũ rồi, chắc đeo cũng lâu cũng mòn rồi. Nói chung mòn. Nhưng có phải vàng thật không hay là vàng, hay là bằng giá? Nói chung là mình không để ý cái chuyện của người ta. Nói chung là mình không mình để ý. Không phải. Mình phải xem ông là kinh tế thật hay kinh tế giả. Bởi vậy. Ồ, vậy là ông ta được ông... tiền đó nó mượn là thiếu, bây giờ mới đưa 200 triệu mà, mới đưa chiều 200 triệu. Giờ thiếu 50 triệu nữa. 50 triệu nữa thì bây giờ này để ông mượn Suya, cột chèo Suya. Ừ. Đó là em của ông Xui. Ừ. Rồi ổng nói thôi giờ nếu mà có tiền thì cho ông mượn đi, tuần sau ông trả. Ừ. 50 triệu. Đó, cho mượn 50 triệu xong. Rồi xong ổng nói mẹ ông bệnh. Mẹ ông bệnh nằm bệnh viện, bây giờ ổng đi bán ổng không chăm được, ổng mượn tiền cho anh em ổng nuôi, ổng bỏ tiền ổng có gì nuôi. Ừ. Mà mẹ ổng sống sờ nghe, mà ổng nói mẹ ổng cần chết. Ồ. Đó là đúng bài luôn. Rồi thêm tuần sau nữa là chiếc xe hư không có tiền. Phải chuyển cho ổng, nói cho ổng mượn 10 triệu chuyển mua xe. Sửa xe gì mà 10 triệu? Mua xe khác, xe bu chờ sau này, bu chờ 38 40 triệu á, màu xanh nhớt, cái bản số xe có đưa là 83. Trên mặt này. Ông ở chị tháng đầu tiên, có lẽ ông quen chị, không phải ở mà ông quen chị tháng đầu tiên đến tháng thứ 7 bắt đầu mượn tiền. Còn trước đây không có. Không có, không có. Bắt đầu mượn là ông ấy, ông đưa văn vở là đất đai nhà cửa rồi mẹ ốm mẹ thế nào kia. Đúng. Lần đầu tiên ông hỏi mượn nhiêu? Lần đầu tiên mượn 50. Rồi, chị có bơm không? Chị có từ chối không hay là chị sẵn lòng không? Mượn tiền ổng biết là biết tôi nói là mẹ cũng kể là mới mượn 100 triệu để về buôn bán này, không có tiền buôn mượn tiền để buôn bán. Ổng nói nếu chưa cần cho mượn lại tuần sau ổng trả. Ồ. Đấy. Thế là chị bơm luôn. Sao tin vậy? Bơm ngu. Ngu hả? Không biết sao mà được. Mình đâu có ngu, mặt khôn thế bà, ngu giống ngu. Đó là đưa 50 triệu xong mới là như 100 triệu đó, như 3 lần hay 4 lần. Bây giờ nhưng mà 100 triệu là mình đi mượn của người khác để về buôn bán. Dạ. Chứ không phải chủ trương đi về để mượn trong ta. Ông cũng biết, ông biết chính là ông không, biết. Em hỏi lại chị. Là 100 triệu trước khi là ông ta hỏi mượn tiền là chị đã có rồi, đi mượn về rồi. Đang để trong nhà. Dạ dạ đúng đúng. Để lấy đúng, hàng hóa để buôn đúng, bán. Đúng, đúng, để sinh nhai đúng không? Đúng. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó là 100 triệu là mình chưa có hoạt động. Đúng. Là ông ấy biết được hoặc là liệu có khi nào ông biết là mình đang có 100 triệu không? Lúc đó mình khoe không? Mình khoe. Ồ má ơi, trời má khôn quá. Mình nói mình cũng như mình mới cãi, mình mới cãi là mà mỡ nên mèo mà mới đi mượn 100 triệu giờ để buôn bán mồi ngon đây này mà mỡ thì đó này, mèo đó mà nói ăn thì ăn gì nữa, làm gì có mèo nào mèo chơi mỡ, chưa làm thì thôi cho mượn tuần sau ông trả. Thế là mình sẵn lòng cho mượn, thế mình xé vậy. Cái cục thuộc tiền này là 100 là mình xé cho 50, thế 50 có đang đưa ổng có mượn về ổng đang đưa cho nhỏ nó đó. Rồi xé 50, thế là 50 nữa là bao giờ xé lốt? Thì tuần sau là sẽ lót. Tuần sau lý do gì? Tuần sau nó mẹ ốm. Mẹ ốm. Thế bao giờ thì mẹ cụ vào hòm? Ờ thì có hỏi ông đó thì không biết đi ngày nào. Không biết đi ngày nào về cho thăm, quay phim chụp hình cho xem chứ. Đâu có cho đâu. Ông ấy bán cua ngoài chợ, ông ấy giao hàng, ông ấy quay phim chụp hình nhà anh đang bán cua vợ cua đây không? Không, ông nói đi bỏ sỉ. Bỏ sỉ là sỉ đâu, tôi xem. Ôi giời má ơi. Chết rồi. Chuẩn bị hai thứ tóc rồi má. 100 triệu giờ lớn hay nhỏ? Lớn. Lớn tiếng lên, nói lớn tiếng lên. 100 triệu thì nó lớn lắm. Nếu 100 triệu chị làm được bao nhiêu tháng? 100 triệu em làm cả năm cũng không được nữa. Trời ơi. Nhưng mà mình đã được thích, đã được yêu, đã được chiều chuộng. Thế ông có bao giờ nói ngon ngọt không? Ông này nói chuyện ngon ngọt không?
không. Ông nói chuyện sao giống chị... Thì dài chỉ nói chuyện thì nhắn tin cũng em đồ đòi vậy thôi, chồng đâu có... Không nói chuyện ngọt ngào. Cũng nói chuyện bình thường. Nhưng mà em hỏi thật chị này, có khi nào hai người ôm nhau chưa? Hay là đấy chưa? Thôi thôi chứ cũng không. Nói chuyện thì vỗ vai đồ có. Chỉ này thôi. Vỗ vai đồ vậy thôi chứ còn hả? Mình có nói thật. Không có bao giờ nói vậy, thấy có sao em nói vậy chứ. Em khẳng định gì luôn. Không một cuộc tình nào em là 3 ngày là em phải thịt rồi. Trời. Phải nha, không nha, nhấn nút. Kiếm chỗ khác. Tùy. Làm không tùy, tùy như lượn luôn, bấm luôn luôn, bấm nút cho lướt cái trong. Kiếm chỗ khác. Làm gì có chuyện mà đi chơi với nhau mà 7-8 tháng liền mà không mà... không có đi chơi 7-8 tháng liền á. Có là 7-8 tháng, có là 7 tháng lâu lâu gặp nhau. Là một cái tình yêu phải là rất mạnh rồi. Tới nhà thôi, cho cua rồi đi về thôi chứ không. Cho cua mà không phải ôm hôn gái thì mới là chuyện lạ. Trời. Thời bây giờ nó đâu như thời xưa đâu chị. Thì nói này cũng nói chuyện thôi chứ nói chuyện cũng về cũng khì vì thôi không có đâu. Anh về đấy nhá. Chứ bắt cua hồi rình ôm gì. Ôi bây giờ hôi hôi nhận rồi. Xịt tí nước hoa vào thơm thấy bà luôn. Anh em cố luôn. Ừ. Nhưng mà có nghĩa là không ôm nhau không anh em có sao nói vậy không ôm gì hết thôi được rồi tạm nghe thôi chứ không tin trời không tạm nghe thôi được rồi cái bán cua thôi chết thì... lúc nào bán cua đâu mà trời ơi về mình mẩy mặc đồ như làm hồ anh nói sao cao nói sao thì cũng hiểu chung mà về nói chung mà về thì dùng nói chuyện cũng khiều nói chuyện vậy thôi cũng giỡn cũng khiều vậy thôi chứ không phải mà để ôm nhau không nắm tay nhau không có đâu trời thế ơi ông này nói thôi anh về nha anh khiều thôi vậy là vậy thôi chứ em hay sao nói vậy thế mà đi xong mình đi chưa nắm tay nắm tay chưa thì nắm tay vẫn nắm tay nắm tay này đúng không là có nắm tay em đi coi thầy bói, người ta nói anh này dùng ngải. Ôi, bà ơi, đây là tôi bố, tôi ông nội của thầy bói đây, con đang ngồi đây này. Bà thích bói, tôi bói cho. Ông nội thầy đang ngồi đây này. Bây giờ này nè, mình nói thẳng, chị, cái tuổi chị là không phải ít. Buôn bán là bây giờ là thực sự là làm ăn giờ rất khó khăn. 100 triệu em hỏi vậy thôi chứ không phải em hỏi em xin tiền chị. Em không có nhiều tiền nhưng em không thiếu tiền mà em cũng không bao giờ ngửa tay đi xin ai. Nhưng mình phải nhìn con mình đang khổ. Vì cuộc sống đã đổ bể rồi. Mình quen với ai đó, mình phải tìm hiểu người ta thật tình. Còn khi nghe mùi tiền em đã đăng tải rất nhiều thông tin rồi. Yêu ai không quan tâm. Lo cho nhau vấn đề không quan tâm. Nhưng cứ nghe ngửi mùi. Em ơi anh khổ quá. Em ơi cho anh mượn tiền. Em ơi vay giùm anh. Em ơi đứng tên giùm anh xe. Nhấn nút. Biến. Nói thẳng luôn, chửi thẳng hoạt luôn. Mày đàn ông mà đến mày nhờ tao mày vay tiền, mày yêu tao mày lừa tao chứ mày yêu mẹ gì. Mày yêu tao mà mày đến mày hỏi tiền tao. Đàn bà cũng vậy, đàn ông cũng vậy. Còn khi nào mà hai bên thực sự là tình cảm nó lớn, đủ mạnh, sống với nhau hay không biết, nhưng có nghĩa là người ta không hỏi mượn. Nhưng mình nhìn người ta người thật. Mà đôi khi người ta gặp một cái gì đó không may, bất chắc, mình nhìn người ta không nhờ. Mình nhìn người thực tế là người ta rất khổ, người ta đang bi đát. Mình có thể mình giúp người ta. Còn nếu những người mà mình nhìn bình thường người ta có văn vở, em ơi năm này buồn bán thất thủ quá, em ơi anh mới thế nọ, em ơi mới thế kia, tôi dẹp luôn, bấm nút nhanh còn kịp. Đàn ông không thiếu, phụ nữ không thì cũng rất nhiều. Mình không quen người này quen người khác, cứ gì mày quen cái ông tướng này, ông ấy này là cái ông buôn cua mà hôi dình mà chỉ nói là ông hôi dình mà đến mà thì làm mà lại cho mấy tiền 1.000 không cho mượn. Thôi ông thiếu tiền thì tôi cho ông 500.000 biến, nhấn nút, mai xóa số luôn. Đó, xóa số mà chặn luôn, kính chào cái quý khách. Thiếu gì đàn ông mà, đúng chưa? Yeah. Đến giờ phút này chị thấy chị sai lầm chưa? Em nói chuyện thẳng thắn, không phải là chị về đây nhờ mà em mà em gay gắt với chị. Không, đúng chưa? Đúng. Nhưng em nói chuyện rất thật, yeah. Em nói chuyện ở đây là không phải một mình chị đâu. Em nói chuyện đây là hàng triệu người xem. Em nói chuyện rất nghiêm túc. Không phải một mình chị bị gì đâu, còn nhiều người bị lắm, nhưng nhiều người ta không đủ cam đảm giống chị. Mà lên đây sợ mọi người lên đám nha. Đó. Nhưng mà đây là chị thấy không? Người đàn ông hiện nay là chị nhà chị chưa biết. Cái này em đã từng gặp rất nhiều rồi. Nhà không biết cửa thì không. Thậm chí biết nhà đâu người ta còn lừa mình cơ mà. Đúng chưa? Còn không biết nhà không biết cửa. Chị đâu biết là người ta là nghề thật hay nghề giả. Ông này buôn cua gì? Ông này đi xin cua, nhặt cua, lượm rác hay xin cua chứ ông này làm gì có phải thợ buôn cua. Em nói thẳng với chị, nếu mà đã người buôn cua chuyên nghiệp mà buôn xe lớn xe tải á, từ Cà Mau về đây á, em thật chị tiền không thiếu, tiền người ta không thiếu, em nói thẳng với chị luôn, mà người ta chạy xe du lịch cơ, một kèo này giao cua này giao dịch này hàng vài trăm triệu tiền tỷ là bình thường, chứ không bao giờ mà đi xe rách, mà đến nhà hôi dình đâu, nha, đó để em chuyện nói chuyện nghiêm túc mà người ta thật chứ người ta phải nói này, bây giờ anh đang ở vợ cua này, trao đổi đàng hoàng nói chuyện bình thường, để cho chị xem chị nói mới là thật, chị tin,
chị mới có niềm tin ở người ta, chị mới có hy vọng là sau này đây là người đàn ông mà mình sẽ chung sống. Còn người cứ ảo ảo, ảo lúc hiện lúc tắt, lúc hiện lúc hiện lúc tắt thì em nó thật dẹp luôn. Em ghét, ghét những người như vậy. Ai mà ví dụ trò chuyện với em mà cứ thập thập thò thò là em ghét, nhấn nút, chặn số luôn. Mình không có người này có người khác, mình không có bạn này bạn khác. Nhưng mà ví dụ như, nhưng mà người ta đang có tình cảm với mình mà cứ lúc thập lúc thò, lúc ẩn lúc hiện. Tại sao mình phải đặt cái nghi vấn là tại sao ông ta không gọi ở nhà ông ta? Mà tại sao ông toàn gọi cà phê đâu? Hoặc tại sao ông ta mà không ăn mặc lịch sự mà ông ta ăn toàn ăn mặc rách? Chẳng qua ông này đi lượm rác. Em nói thẳng với chị luôn. Chị là tin người một cách 50 triệu đối với chị là vừa vừa. Nhưng đối ông này rất lớn. Ông câu con cá này là con cá to luôn ấy. Coi là con cá biển ấy. Thật. Đúng chưa? Thế vì vậy là ông ấy ta là ông lấy lần được tiền thứ hai là sau đó là ông ta có liên hệ chị nữa không? Không, không. Nhấn luôn luôn. Là sói luôn. Cuối cùng là... Nói chung là nhắn tin không xem, gọi điện không bắt máy. Hay là kính chào quý khách ấy. Gọi là Việt Nam Airlines xin kính chào quý khách. 100 triệu cụ đã ra đi. 100 triệu em là... Em nói là có trả là gửi lên tài khoản trả cho em trả lại người ta. Cũng đến thôi, không nói. Lấy luôn hả? Cái em nói thôi. Bây giờ nữa không ấy, không ấy là để tiền nữa, để anh gửi tiền lời để anh đóng cho người ta nhờ phụ lời em chứ tiền lời. Nữa. Chứ tháng anh nói 2 triệu chuyện nhỏ cho anh mà sao anh không trở tiền lên đóng tiền lời cũng không thấy. Rồi. 500 ngàn đó là lớn em, rồi, 200 ngàn thì khó. Em làm gì có tiền mà bán đồng quá mà có tiền mà đóng tiền số tiền vậy, lớp con cái đang đi học. Em đã đăng rất nhiều thông tin rồi, đúng không? Mà chị trước đây chị em hỏi thằng kia trước chị đã từng đã xem em chia sẻ câu chuyện chưa? Có, thôi nhiều lắm ngại. Nhiều mà tại sao không tính? Nhiều tại sao không tính? Nhiều nhưng tại sao không tỉnh? Tại sao không lấy đó là bài học? Mình tưởng mọi người có bài học của mình là bài học của người khác. Từng lãi bài học người khác là bài học của mình. Trả hả? Ở đâu mà trả? Cha con còn đang lừa nhau kìa. Mẹ còn đang lừa con lừa mẹ kia kìa. Đó, em mới ghi hình lên đó. Con gái một đàn con nên lừa mẹ cướp tiền tài sản của nhà của mẹ đó. Thấy chưa? 95 tuổi đó, đang khóc với mẹ khóc đó. Thế còn chị đây em nói thẳng chị biết nhà người ta chưa? Chị có biết là người ta còn vợ hay không? Nói là ông nói là ông thôi vợ rồi. Thôi thấy không? Có, không. Sau này biết là ông còn ở với người phụ nữ khác. Ông lại đầy bà. Dạ. Ông lấy tiền của chị nào ông ăn mặc, ông ra mua mấy bộ quần áo đẹp. Nha. Lại làm cái nhẫn hoặc là làm cái cộng dây to hoành tráng lại mai này ông này là bố của chủ cua đây. Lúc trước là ông này chủ cua nhưng bây giờ ông nội của chủ cua đây đang này. Nha. Đúng chưa? Thế giờ tiền đấy là ông ấy đang làm gì rồi chị biết không? Thì hôm đó ổng lấy về là ổng đăng lên TikTok liền. Đăng là đăng gì? Thì ổng nói trúng tiền ổng không ổng nói ổng đưa cho con nhỏ bầu ổng nhỏ là đang ở á là ôi đăng dạ. Lên là tiền và tình. Hai ngày sau mà nói trời tiền này của mình mà sao kỳ sao giờ qua trang nhỏ này. Ôi trời ơi. Em biết là ổng đang ở với nhỏ đó. Đẹp không? Xấu, nó xấu quá. Bằng chị không? Nó bằng tuổi luôn mà. Bằng tuổi nhưng xấu hơn. Xấu lắm. Chị là em nói thật chị dễ thương đó. Hiện là nhá nhưng không ai ngờ chị gặp yêu tinh rồi. Đấy, chị là gặp đúng yêu tinh rồi. Phụ nữ nhiều khi khôn, rất khôn cô chú anh chị. Con cái xin tiền học hay xin tiền ăn ấy là nhứ cho 10-20 à. Đúng chưa? Em nói thật nghiêm túc đó. Sao mày xài nhiều thế? Mới đưa qua 50 con mày hết rồi. Xáy thôi. Tiền khó kiếm lắm. Thế mà đưa cho cá cọc tiền cho ông tướng này là không cho được. Khi đưa tiền cho người ta chỉ có hy vọng là khi nào chị lấy lại không? Cũng có hy vọng lấy lại. Hy vọng thì à? Em hy vọng thì cả nhóm. Giờ còn sao? Sao còn ít vàng này sao còn vàng nào, vàng sao còn ít rồi. Vàng này sao nhận cưới hả? Nhận cưới ngoài đấy thì chỗ thì đó ông xã em hồi đó à. Em đi thăng mà vẫn đeo bình thường. Ly hôn đi thân thì thằng ly hôn luôn chứ ly hôn mà cái nhẫn này nó cũ rồi bán làm gì thôi. Mà sao mày không bỏ ra vẫn đeo chi vậy? Thôi tại nó cái gì đâu, vẫn đeo là vẫn còn tình cảm với chồng cũ. Cảm mình đã ly dị rồi thì chứ nhẫn hay có gì đâu đáng là mình bỏ nó đeo chi vậy? Ly hôn là hết rồi đeo chi vậy? Đeo mình nói thế còn chỗ này sao không lời lấy lốt hả? Chỗ này em đâu lấy hả? Tay em đâu ta lấy tiền cho lấy cái bán đi cũng có tiền. Dạ đây nè, nhẫn này cô chú anh chị mà ông tướng này ông chưa lấy hết này đó. Chị mà phải em cho chị cái quần không còn mà mặc ấy đó. Chị có thích nói chuyện ngọt không? Không. Lý do cỡ nào ai nói chuyện ngọt đâu mà nó nhưng mà em nói chuyện ngọt là chị có thích không? Thôi bây giờ sợ quá là nhưng mà bây giờ ngọt thì thích không? Không, cũng không thích. Thế bây giờ nói đắng thích không? Đắng cay gì giờ cũng không thích. Bây giờ sợ đàn ông chưa? Sợ thế mà cố nội luôn. Thề không? Thôi có vẻ làm giấy cam đoan là từ đây đi về sau là tôi không yêu đàn ông nữa không? Chắc làm giấy luôn á. Làm giấy làm sao? Làm giấy tôi thề không yêu đàn ông nữa. Nói to lên. Thôi thề không yêu đàn ông nữa. Chắc không? Chắc. Nếu một ngày đạp trời mà em thấy chị đi một người đàn ông khác mà hẹn hò thì chị làm sao?
chị làm sao? Chị làm hay chị thay rồi, xong rồi. Nhưng mà có làm sao? Hay là cá chê chú ống? Thề cái gì? Thôi thề này, tuổi này giờ bắt thề cái con cái là nó thề. Tuổi này đang hồi xuân mà thề gì thề. Cũng nữa. Nói thật nghiêm túc, cái tuổi này là tuổi xuân tùy theo người thôi. À. Các cụ nói rồi, tuổi này 40-50 đổ ra là tuổi hồi xuân rồi. Lại có bà 70-80 còn đang lấy chồng ngực kìa. Cái khác, người ta khác gì mình, khác mình, con cái mình nó khác. Bây giờ chị nếu mà ông tướng này, bây giờ ông trả lại tiền cho chị. Và ông mong muốn là xin chị bỏ qua. Và hy vọng mối tình ta lại đẹp tiếp tục. Và lâu lâu lại ôm một cái. Đồng ý không? Không. Lý do? Không. Tại sao? Không thích nữa. Sao không thích? Không. Trả lại tiền. Không, tiền không. Của em là của em. Tiền của đây là tiền mượn người ta, là lấy em cũng trả cho người ta. Anh yêu em là anh yêu em. Cái người đó lừa đảo như vậy mà. Chưa, đã chưa lừa. Trả lại đâu có lừa nữa. Trả lại cho từ hôm đó chứ không trả mà. Báo công an chưa? Em đâu có báo đâu, em sợ chết. Bây giờ là phải báo công an. Nhá, hôm nay về báo công an nhá. Dạ. Ừ, nay về báo công an anh em mới bắt được. Đấy, bây giờ là trắng tay là 100 triệu. 100 triệu. Nhưng mà ông tướng này là chắc biết mình hết tiền đúng không? Biết hết. Còn biết tại vì em không có tiền. Còn không sao còn bó tiền đây, bó gì đang ôm bó tiền đây? Khẩu trang đeo đi đường nắng chết luôn. Trời ơi, này tưởng bó tiền nữa này, ngồi đây. Tí này ông nào. Trong nhà còn tiền không? Không có. Còn vàng, còn nhẫn, còn dây không? Ồ, cái này đo nhiêu đáng nhiêu anh. Dây chuyền còn không? Có đem đi chuyền đâu, đi chuyền. Úi giời, còn dây chuyền cho anh mượn anh đem cưới bữa này thôi, cụ đã ra đi chân này lành toát luôn. Đây ấy, em đã từng chia sẻ rất nhiều, không phải chị về đây mà em nói những cái câu mà nó khó nghe đâu. Dạ. Bởi vì em nói thật là em ức chế lắm. Sai là sai cho mình. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Yêu thương thì yêu thương, nhưng mà khi nghe tiền bạc nhấn nút luôn. Em thẳng nhấn nút. Mình đi hỏi mượn người ta thấy cái cách vô lý, mà đặc biệt là mình không biết là người ta công việc là gì, người ta có thu nhập hay không, và người ta đang ở đâu, và nhà người ta ở đâu, và người ta thật hay không, chị cũng còn chẳng biết. Lâu lâu chỉ nhắn tin qua lại thôi, còn mặt còn chưa nhìn thấy rõ. Yeah. Các mối quan hệ chị người ta của người ta chị đâu thấy đâu. Đúng giờ đến giờ phút này 100 triệu là chị phải chịu đúng không? Chịu. Tiền đi mượn hả? Mượn, hay mượn, tiền chị? Mượn của chị đó. Mượn chị bảo. Mượn. Đó, cô chú nhìn thấy không? Mượn chị đó, nói chung là em can đảm em làm chắc ra Tết mà em không dám, nói chung không dám. Nó đời đắn đo tới hôm nay là ai này nó mới nói em. Suy nghĩ lắm rồi đúng không? Dạ, nói chung mà. Xem nhiều mà không tỉnh. Thế khi nào thì mình dự kiến là khi nào, tuổi nào mình sẽ tỉnh? Năm nay là 49 rồi, khi nào tỉnh? Bây giờ tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Nhớ chưa? Nhớ. Rồi. Nhớ rồi, bây giờ đọc tên ông này, nói to lên, nói lớn tiếng lên. Ông đang ở đâu, ông mong muốn sống ấy, thì ông lại trả tiền tài sản cho tôi, ông đừng đi lừa gạt phụ nữ. Ông sống một con người như thế là không đáng. Nói to lên, nói rõ rõ tên người ta, địa chỉ của người ta lên. Anh tên là anh Nguyễn Hữu không Khánh. Không có anh mẹ gì hết, anh em đi. Ông Nguyễn Hữu Khánh ở Sóc Trăng. Ở đang ở đâu thì số tiền mà anh mượn 100 triệu của tôi thì ông trả cho tôi. Đừng tôi trả cho người ta. 100 triệu đúng không? 100 triệu đúng. Đưa làm hai lần. Đưa ba lần. Ba lần. Ba lần. Lần đầu tiên bao nhiêu? Lần đầu tiên 50 triệu. Rồi, lần thứ hai bao nhiêu? Lần thứ hai là 40 triệu, lần thứ hai cuối cùng là 10 triệu mua xe, mua chiếc xe. Ông mua xe gì? Mua xe Porsche Nam màu xanh nhớt, bảng số xe thì 83 gì. Đọc to lên. Thì bảng số xe thì em không nhớ thì bảng số xe mấy? Xanh nhớt mấy? Biển số mấy? Số 83 Sóc Trăng. 83 rồi bao nhiêu nữa? Có nhiều, còn bản số xe em không tí nhớ. Là chị đưa thông tin đi nha. Chút nữa em đưa chọn số xe sao? Rồi. Chị chia sẻ hoàn toàn cái câu chuyện mà chị bị người này gọi là tạm gọi người tình lừa chị này hoàn toàn là đúng hay không? Đúng sự thật mà. Nếu sai thì tôi chịu trong trách nhiệm. Nha. Yeah. Hôm nay anh em về Việt Chí Bình Dương đã xin phép đăng tải tất cả thông tin của giữa chị em mình nói chuyện lên tất cả trang mạng xã hội để tìm ông Khánh này. Chị có đồng ý không? Dạ. Yeah. Nha, đồng ý nha. Đồng ý. Rồi, ok chị. Dạ, kính thưa cô chú chị bạn, đây là câu chuyện là chị gái này chia sẻ là chưa được gì. Đấy, mà được gì hay không thì chị biết chứ còn là anh em không biết. Đó, nhiều khi anh em đào sâu quá là bị một số người chửi là phiền. Anh em không có đào sâu. Nha. Yeah. Nhưng mà không hỏi hết thì nó cũng thấy là vô lý. Mọi người thấy đã vô lý chưa? Nếu phải mình nhà mình thực sự là phải công nhận là thấy vô lý rồi. Chưa yêu, chỉ là hẹn thôi, chỉ là hứa thôi, gọi là hứa thôi. Họ nhà hứa, chưa có gì sâu đậm. Người ta nói là cái kim đâm vào thịt thì đau. Thịt đâm vào thịt thì mới ói tiền ra được. Nhưng mà thịt chưa đâm vào thịt, mà đã ói ra trăm củ thì mình thấy là nó vô lý. Nhưng mà thôi, tạm nghe của chị thôi, còn tin thì em không tin. Nhưng cái việc đó là chị biết. Nhá, anh em đào sâu là nó thực sự nó rất phiền. Có người nọ người kia là nhiều khi là nhiều cây người ta nói tới nó lui vào ông này, ông cái đào sâu ông cái thế nọ ông cái thế kia nó không hay nhá. Còn nhiều khi các cô chú anh chị nhiều khi không
không có xem, nhưng mà nhiều khi không cảm nhận được. Anh em rất bận, cho nhiều khi mà em hỏi chuyện chị một đằng mà chị đi một hướng, là anh em không bẻ chị sang cái hướng để cái chủ đề, cái câu chuyện chị cần, là cái câu chuyện nó đi rất xa, có thể là 4-5 tiếng ngồi chưa xong. Vì vậy nhiều khi là nhiều người là nói là bảo, ôi ông này sao nói chuyện dài, cứ nhảy vào họng người ta. Đó là những người thực sự là những người đó suy nghĩ lại và hết sức thông cảm. Bởi vì không phải là nhảy hay không nhảy, mà để người ta đi một cái câu chuyện khác, người ta nói chuyện tự do, đâu biết người ta đi về đâu, hướng nào đâu, xem người xem đâu có hiểu gì mà nói chuyện một câu chuyện mấy tiếng ngồi. Đó, đúng không ạ? Đăng ai xem mà ai cảm nhận được, đó nó khó. Nhưng mọi người thấy rất thông cảm. Rồi cuối cuộc trò chuyện này thì em thực sự là em có nói chuyện với chị hơi gay gắt. Chị cũng cái thứ nhất là do mình, cái thứ hai là bởi vì chị đã xem rồi, chị đã từng xem em đăng rồi, cho nên chị biết rồi mà chị vẫn bị, thì em mới nói chuyện chị gay gắt như vậy. Còn những người mà chưa biết thì có thể là khác, nhưng mà thôi, đây là một bài học vô cùng đắt giá. Chị nhá. Thì hy vọng là mình về hãy cố gắng làm lại từ đầu, coi như quên thì coi như mất trộm. Còn anh em sẽ có trách nhiệm đăng tải thông tin của chị, hy vọng là sớm tìm được ông Nguyễn Hữu Khánh, đúng không? Nếu tìm được anh em sẽ giao công an, mà thực sự là ông này ông cãi thì anh em sẽ có cách để làm việc cho hỏi cãi luôn nhá. Ok chưa? Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong những video tiếp theo.